Xin mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Đây là ngôi nhà của ông bác danh điệu. Thì ngôi nhà này cũng được sự hỗ trợ của cô chú có pháp danh là Tường Tâm, có hỗ trợ 34.890.000. Thì hôm nay ngôi nhà được làm lại xong rồi, Thiện cũng có tới đây quay phim. Thì ngôi nhà này được làm tiền chế, rồi phía dưới thì lót gạch, chán cái nền ở phía nhà bếp luôn. Thì hôm nay Thiện sẽ vào bên trong quay phim ngôi nhà. Đây còn dư cát xi măng, nó chán luôn cái phía trước cho bác luôn. Đây ông bà bác ở trong nhà này. Thì nhà mới làm rồi 2 bữa thôi. Đây ông bà bác. Ông bác vô chổng ngồi đi ông. Vô chổng ngồi đi ha. Vô chổng ngồi đi. Dạ, để con quay phim tí ha. Tôi à. Dạ, ông bác vô chổng ngồi đi. Dạ dạ. Chủ nhà này. Dạ dạ đúng rồi. Cũng yếu dữ rồi, ông bác yếu dữ rồi ha. Anh sẽ thấm nhờ, bây giờ nhờ. Đây nhà mình giữ lên mấy cái cột xi măng này, dùng vách rồi lợp tôn kiên cố hết cho ông bà bác. Đó áo tiếp chụp hình mà thôi, không có áo mặc nữa. Không có áo mặc nữa hả? Kệ vậy cho mát ha. Hôm nay ngôi nhà cắt xong rồi bà bác mừng không? Hả? À? Hôm nay ngôi nhà cắt xong rồi bà mừng không? Ai? Tôi ạ. Dạ. Có gì đâu giờ. Ôi giờ còn không sao đâu. Không, cắt nhà xong rồi á là mừng không? Ờ mừng vừa. Không biết chỗ nào mà nói được đâu. Dạ. mừng đó là cái này đó. Dạ. Thấy vậy cứ nằm coi vòng hoài mừng quá. Ngồi bằng đêm có cái cuốn chỉ vòng. Dạ. Chỉ mình ở biết không, cũng vô lại cũng thấy nhà cửa vậy rồi giờ cách tới vậy rồi cũng không mừng sao được. Dạ. Vừa ý không? Dạ. Bà bác vừa ý không? Cách nhà xong vừa ý không? Ý cái gì? Kêu. Bị lãng tai không nghe rõ không? Dạ. Chú là con của bác hả? Rể. Dạ. Các nhà xong rồi bà mừng không? Vừa ý không? Thì xưa xong ta hai pinh chất bài đi. Pinh chất đấy à? Ừ. Thương. Dạ. Thương lắm. Không biết chỗ nào mà nói thiệt. Dạ. Thương lắm. Không biết chỗ nào mà nói, tới bực này đó là thiệt. Vậy là vừa ý rồi ha. Vậy tôi nói nhờ ai, giờ không có mời chính phủ với nhờ ai. À, cái này là bên từ thiện á bác, từ thiện cô bác ở nước ngoài á cho. Từ thiện. Dạ. Từ thiện vậy ơi. Từ thiện vậy ơi. Dạ. Từ thiện vậy ơi. Dạ. Từ thiện vậy ơi. Từ thiện vậy ơi. Dạ. Ở đây hỗ trợ làm lại cái nền nhà cho bà bác, rồi lót gạch luôn. Rồi ở phía trên thì lợp tôn, dừng vách tôn, rồi lại cho kín đáo hết. Kiếm nhau mới được. Dạ. Mừng thiện không biết chỗ nào mà nói. Thì nhà này được sự hỗ trợ 34 triệu đồng, 34.890.000. Nhưng mà làm chỉ hết có 32 triệu thôi. Thì con gửi cái số tiền còn lại đó cho ông bà bác dưỡng già, để có muốn mua thuốc hay là mua gạo, mua sữa gì uống đó thì mình cũng có tiền ha. Mừng lắm thiệt. Chú đúng nói rồi. Cho bà bác nha. Thưa ta hai nô so ca mà mấy kì ơi. Ta nói ơ ta sầm sạch hiểu kì. Ừ. Dạ nà sói. Ca kì hỗ trợ so lắm mấy kì ơi. Chúng nó ơ. Còn dư lại số tiền nhiêu đó con gửi là ông bà bác ha. À. Không hết, để còn dư. Dạ. Để tiếp nhau vậy bây giờ. Thấy gì cứ nữa nằm dòm hoài. Vậy hả? Thấy mặt trời mặt trắng. Rồi tới vậy rồi không mừng sao.
Đây con gửi cái số tiền còn lại cho ông bà bác ha. Đây 2.890.000 mà con gửi 2.900.000 luôn đó. Mới 2.900.000 hả? 2.900.000 Ở đây hỗ trợ luôn chán cái nền nhà sau là cho ông bà bác sạch sẽ để mình nấu ăn rồi kia cho nó gọn ha. Tổng thì còn 1 tuổi 90. Dạ. 89. Dạ. Chưa mới là hồi kỳ tương lai rồi mà. Ở tính hỏi hư dạ, cây nước này nước rồi sao mà hỏi sao rồi. Hư cây nước rồi có gì là đốt đột ai đem rồi tối phù á. Có này điện đốt chưa cấu đó. Ờ này cấu điện mà, này có điện rồi mình cấu. Vừa ổn dở nhà thì cúp điện hết trơn á. Dạ, chứ cây nước thì có rồi phải không? Dạ. Cái này để con cháu trong nhà làm lại cho bà ha. À. Dạ. Mừng, em mừng, mừng nhiều. Dạ. Thì từng tuổi này rồi có cái ngôi nhà ở kín đáo với sạch sẽ, con có lót gạch rồi cho bà là lợi đó. Thì cũng được rồi, cũng thoải mái hơn trước nhiều rồi. Mình nói gì ổng nghe. Dạ. Lãng tai. Vậy nói với chú đây ha, cái ngôi nhà này á là được cô chú pháp danh là Tường Tâm ở bên Mỹ á có hỗ trợ để làm lại lợp lại dừng vách, thiết vách buồng rồi lại chán luôn cái nền rồi lót gạch rồi làm luôn cái trái nhà sau để có chỗ cho bà bác nấu ăn. Dạ. Nó thì hết số tiền 32.000.000, nó còn dư lại một số tiền nó còn gửi cho ông bà bác luôn để có tiền mua thuốc mua sữa rồi uống. Đây. Dạ. Tôi đi mua cho ông hoài uống. Vậy hả? Ừ. Kệ gắng, ông ngoài già thì cũng yếu rồi. Dạ. Đây, ra sau quay phim tí nha. Đây là cái bếp nè. Cái bếp này chán ra cũng 2 mét mấy. Cũng lấy cái tôn cũ làm lại. Dạ. Cũng gọn này, chỗ nấu ăn này. Chán xong cái nhà sau rồi mừng không bà? Chán xong cái nhà sau rồi mừng không? Mừng. Mừng hết sức luôn hả? Xây chỗ này kìa. Rồi nấu cơm trong này sợ hư nữa. Dạ. Muốn mà nói nên sợ thêm chút nữa. Cho bà xài bếp để cho nấu cơm. Vì thấy thốt quá. Cơm trong nhà nghe. Không có thứ này nữa đâu nghe. Bây giờ không nấu sợ. Nói nên sợ nữa. Dạ. Nói nên sợ nữa nấu. Đâu có cái lò thôi. Yeah. Có hai ông bà một lon gạo đó nấu đủ. Thì hôm nay ngôi nhà lại cất xong rồi đó, con có tới đây quay phim thì con cũng chúc ông bà bác thật nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi dạ luôn vui vẻ sống thọ với con cháu nha ông bà bác. Dạ. Dạ. Cũng hai dạ. Thì mình giỏi được nhà mới đừng có bệnh hoạn. Dạ dạ. Bà các cái số tiền giữ cẩn thận nha bà. Rồi tụi con cũng xin phép về luôn nha. Tâu té. Con tâu té. Con về nha bà. Dạ. Thì lơ tụi ta huynh. Dạ. Thì lơ tụi ta huynh.
Xin phép về. Dạ, nói hôm nay con lại quay phim xong rồi, cũng chúc ông bà nhiều sức khỏe, con cũng xin phép con về luôn. Dạ. Mình giải cho ông bà ấy tiếp giải cho nhìn mảnh giải thì chồng bệnh bạn vậy chứ. Dạ. Chân giờ lột giá chân giờ con ngủ giờ á. Này hai bao xi măng chắc mình làm đủ rồi ha. Đủ rồi. Dạ. Này như như đây hai bao là đủ rồi. Dạ. Trộn hay trộn cát xong rồi trộn đá vô. Trộn đá mạt vô cho chắc. Cho xi dày dày nó. Dạ. Chắc. Chắc một chút. Thôi nhiều đây nữa là sạch sẽ luôn rồi đó. Này chờ có lộ đi ngang nữa thôi. Lộ này cũng sắp sửa làm rồi. Dạ. Chừng tháng nữa là làm. Tới nữa lộ làm chạy ngang đó mình hùng vô ít tiền á, mình đổ một cái đường vô luôn. Sạch sẽ luôn. Cũng mừng quá ông bà bác có cái nhà kín đáo ở, không có sợ mưa gió nữa. Ông cậu ở trong nước kìa. Gì? Kêu ông cậu vô. Dép nè, mang dép. Dạ. À. Con về nha bà. Dạ, dạ. Dạ bye bye. Mày ăn tiếp cái này sao? Dạ. Cái này hả? Ừ. Cái này ở nhà mấy chú làm được rồi. À, hôm sau con lại gáp cái nhà này thì con cắt lại cái nhà lại cho cô luôn ha. Để cô cũng có cái nhà ở luôn chứ giờ dở ra giờ nó mất hết bên này nè. Này mưa lại sập luôn rồi. Sao nó sập luôn đó, đó. Bởi vậy khổ lắm rồi sao nhà xa mình kiếm che làm này kia nào cũng dạ. Ở vậy thì cho là chứ có ấm đi thương cảm ơn mua phải. Dạ. Thì con cháu nó nghèo quá đi. Con làm lại cho cô cái nhà bề ngang 4m, bề dài 8m ha. Giống như cái nhà ở bên đây của chị Thấm vậy đó. Cái nhà mà bị cháy hôm bữa đó. Cảm ơn thì cảm ơn người nhà tài trợ. Dạ dạ. Cảm ơn thiệt. Hồi nào tới giờ đâu có nhà có cửa vậy con tưng không à, mấy đứa nó còn ở vậy giờ làm có cây đó cắt làm ở giờ nó 15 năm mà năm nay nó dạ. Cũng đưa 15 năm mà cũng có ruộng công nữa chứ. Dạ. Bởi vì đi mất lúa nè. 7 8 ngày được nhiêu đó đó nghỉ đó chú được nhiêu. Bệnh nè, nằm rồi 2 bữa đi bệnh viện lần 3 bữa đi bệnh viện lần nữa. Ba cũng đi bệnh viện. Qua đi. Bệnh gì? Phải đó. Nó trên cái phổi ấy đâu, bị sao nó không có phát bài luôn. Chắc bị viêm phổi quá. Không rồi, cả nửa tháng 2 uống thuốc hoài không hết nha. Em đem nó ra bệnh viện tỉnh á. Cho người ta khám coi bị sao. Em đi qua không anh, em đi qua nữa nè. Ta kêu nhập viện đó đó mà. Cũng vui vẻ lắm, nó vui tâm lắm. Mà bây giờ nó bệnh rồi cũng thấy tội nghiệp. Dạ. Thì thời gian tới đó, à bên đây cái nền cũng cất xong rồi ha, con làm hai căn nền được luôn. Dạ. Cho cô một căn nữa ha. Dạ. Ba ơi kêu vật tư được không chú? Dạ được. Ông hai đó ông biết chọn cho ông kêu cho nó nè. Dạ. Làm con thì cảm ơn thiệt đó, yeah. Mừng thiệt đó, mừng hô cái gì đó thiệt. Nên ở nhà mình làm ơn được, vật tư mình mua được nhiều chút, mình làm cái nền hơi được cao lên chút. Yeah, làm ơn bởi vì yeah. Mấy con cháu đối xóm nó thấy tôi không có rồi, nghe cho con đó nó mừng lắm rồi. Nếu mà cho tôi nó mừng thiệt á, ai cũng mừng hết trơn. Chứ đây tụi con cũng gói gọn trong cái khoản tiền bao nhiêu thì con làm hết bao nhiêu luôn. Yeah. Chứ cũng không có làm nhiều hơn được nữa. Dạ. Yeah. Nếu mà ở nhà có cái công á, chán được cái nền á thì mình đỡ tốn cái phần đó, mình mua vật liệu nhiều hơn chút.
Hôm nay lại đây con cho cô Hai để mừng. Dạ, mừng thiệt. Dạ. Giá trời cho chú rồi lại cho Hai mừng lắm thiệt á. Mừng không bằng á, giờ không được dạ. Chơi bị mình già rồi, bây giờ đi làm kiếm nó đau lưng, nó nhức lưng dữ lắm đó. Dạ. Đi kéo này kéo kia chút đỉnh mà nó nhức mỏi vậy lắm. Tôi thấy vậy tôi dạ. Làm lao động hồi nhỏ nó lớn, nghèo hồi nhỏ nó lớn. Dạ. Bây giờ thôi vậy là mấy đứa con nghe chú trời nó bận lắm. Dạ. Hai con trai ơi, tôi chị Hai được tới nhà đây tụi nghiệp chị Hai. Thật khổ. Quay á. Anh đến từ mấy 40 rồi mà giờ nó cũng bệnh đó, bây giờ người ta đang ta cũng cho giờ nó bệnh tóc hết chơi rồi mổ. Thôi vậy con về luôn cô ơi. Dạ, dạ thời gian tới con lại đây làm hàng. Dạ dạ. Cắt lại hai căn này lượt luôn ha. Tại vì tụi con vận chuyển qua nhầm ghiền qua đó, nếu mà làm một căn thì nó cũng hơi khó, hai căn luôn được nó cũng dễ. Cảm ơn chú thì có chú thì nên đi đâu may mắn tới đó. Dạ. Tôi không thấy thôi, lúc mà tôi lại thấy đó, thấy chú rồi thấy thì có như con trái gì có gì đó. Sao? Nó đừng khóc đó con. Khó chịu quá. Tôi đã trả ra ngoài rồi.